Rồi, kính thưa quý vị, Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng kính chào quý vị. Kính chào quý vị, thưa quý vị và người thực hiện chương trình cùng với chúng tôi ngày hôm nay. Một gương mặt rất là quen thuộc, nhà báo Mai Loan Nguyễn Tuấn từ Texas. Xin chào anh Mai Loan Nguyễn Tuấn thưa anh. Xin kính chào anh Nguyễn Xuân Nam, toàn thể quý khán thính giả của truyền hình Việt Nam báo Cali Today vùng xa Jose cũng như là đang theo dõi trên mạng lưới toàn cầu Internet từ thành phố Houston, Texas. À, chúng tôi um, rất vui mừng trở lại chương trình uh, cùng với anh Nam. Uh, thay vì thường lệ vào ngày thứ năm đó thì phải làm vào ngày thứ uh, thứ, thứ bảy uh, tuần này vì có một chút xíu những cái chuyện hơi um, uh, gọi là lúng cúng uh, trong uh, gia đình cho nên uh, chúng tôi kẹt vào ngày thứ năm vừa qua không có thể làm được. Xin trở lại với anh Nam ạ. À, cảm ơn anh. Thưa quý vị là đối chúng ta đó cái trận đấu mà mọi người đang chờ đợi và tôi cũng rất là quan tâm ý cái thời giờ đọc mà anh Mai Nguyễn Tuấn á, thì ngày hôm nay nói một đề tài đó thôi là trận đấu giữa ông Ron DeSantis và Disneyland thì chúng ta biết rằng cái cuộc đấu này nó đang diễn ra một cách toàn diện và nó sẽ đi về đâu thì Disney World chứ? thì nó đi về đâu thì có cái chuyện đó là nhiều người đó có theo dõi Và nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc tranh cử cũng để xem thức như thế nào Ai có khả năng chiến thắng Và chúng tôi mời Mai long Nguyễn Tuấn nói đề tài này bởi vì lý do nó Mai long Nguyễn Tuấn kết hợp giữa hai cái, cái thế mạnh của anh Một là anh đưa tin cho quý vị đầy đủ tin Những chi tiết Những tin tức như thế nào Cái thứ hai mà tôi thích hơn Quý vị có thể tìm thấy ở đó ở nhiều website khác Nhưng mà có một cái điều Mà quý vị ít nhìn thấy nơi khác là cái phân tích bình luận của mai long nguyễn tuấn về đề tài này thì chúng tôi mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi cuộc đấu tay đôi giữa the Santis thống đốc tiểu bang florida và ứng cử viên tiềm năng của đảng cộng hòa trước tổng thống là cộng hòa năm 2004 và một công ty đại cổ thụ của nước mỹ the disney world thì đây là cuộc đấu rất là kinh hoàng long trời lở đất sẽ như thế nào mời quý vị cùng theo dõi xin mời nhà báo Mai Đoan Nguyễn Tuấn xin mời anh Dạ vâng, cảm ơn anh Nam đã mở đầu cái chương trình hôm nay về cái đề tài này. Hiện nay nó chưa phải là một cái đề tài gây sự chú ý to lớn, nhưng mà theo nhận định của nhiều chuyên gia và chúng tôi cũng đồng tình như vậy, đây là một cái trận chiến rất là khốc liệt, ít ra là đối với ông Ron DeSantis. bởi vì cái chiến vọng thành công của ông trong cái trận chiến này đó gần như là rất là mong manh là một thứ hai là ông gặp thêm nhiều đối thủ to lớn khác trong nội bộ của đảng cộng hòa khi mà ông quyết đương đầu cho bằng được nghĩa là sống còn với lời công ty disney world ở bên florida và thứ ba là ông đang gặp khó khăn trong cái việc mà gọi là phát động cái chiến dịch chính thức ra tranh cử Ừ, trong vòng sơ bộ của đảng cộng hòa coi như là đối đầu với lời ông Donald Trump à, người ta tiên đoán là nội trong tuần sau ông Ron DeSantis coi như là sẽ chính thức nhập cuộc và coi như với một cái ủy ban uh, coi như chính thức uh, phát động theo đúng thủ tục và sau đó với một cái buổi tiệc ra mắt phát động coi như có thể là trong hai tuần sau thì uh, đây là một cái biến cố mà nhiều người đã chờ đợi từ lâu rồi tức là người ta tiên quý vị biết rồi đó trong thời gian qua và anh em chúng tôi cũng đã bàn luận rất nhiều rồi cho dù là ông Trump tồi tệ đến mấy với những bản án đã uh, được được um, coi như là đã bị kết tội với cái bản truy tố của biệt um, lý tại uh, Manhattan uh, cộng với lại hai cái uh, án lịch mà gọi là truy tố sẽ đến trong thời gian uh, uh, sắp tới đó nhưng mà cái điều chớ trêu và cái đây là một cái điều mà gọi là ngạc nhiên nhất trong lịch sử Hoa Kỳ đó là Donald Trump vẫn là người coi như là sáng giá nhất trong nội bộ đảng Cộng Hòa. Cái điều này chúng ta không thể nào hiểu được nhưng mà chúng ta phải công nhận đó là một cái sự thật. Cho dù chúng ta biếm nhẽ, cho dù chúng ta chê bai chửi mới là Donald Trump vẫn là nhân vật hàng đầu của đảng Cộng Hòa. Điều nó lạ kỳ là như vậy nhưng mà chúng ta phải chấp nhận rồi cách đây độ chừng 3 tháng thì người ta nghĩ rằng là ông Ron DeSantis là một cái lựa chọn khác cho đảng Cộng Hòa. Ông Ron DeSantis chẳng phải là tốt là gì, ông còn nham hiểm, ông còn nham rất là hiểm độc hơn cả Uh, Donald Trump nữa nhưng mà ai cũng nghĩ rằng là ông là một cái lựa chọn khác tại vì những người Cộng Hòa đó là người ta không thể nào chấp nhận phe dân chủ mà ta muốn giành lại quyền hành chỉ còn có cách đó là nếu không mà người ta không muốn Donald Trump tại vì người ta biết Donald Trump mang trên người đó rất nhiều cái cái hành trang rất là nặng rất là rác rưởi tiếng Mỹ nó gọi là là, là baggage và có lúc đó là cái tỷ lệ ủng hộ cho ông Ron DeSantis vượt qua ông Trump nó khiến cho nhiều người hy vọng một số những nhà đại tài phiệt gọi là tỷ phú đó sẵn sàng dồn tiền để ủng hộ cho Ron DeSantis thay vì là Donald Trump nhưng mà rồi trong vài tháng qua quý vị thấy những biến cố nào nó làm đảo ngược tình hình là ông Trump cái có cái tỷ lệ ủng hộ lại tăng cao hơn Ron DeSantis vượt qua mặt Ron DeSantis giữa lúc ông Trump đón nhận những tin không vui về mặt pháp lý. Cái điều đó rất là ngạc nhiên. Những nhân vật khác như là ông Mike Pence chưa ra nhập cuộc nhưng mà người ta nghĩ rằng cũng chẳng làm nên cơm cháo gì tỷ lệ ủng hộ chưa tới 10% bà Nikki Haley được khoảng 5% như thế cái không được và cái điều đó rất là ngạc nhiên và người ta nghĩ rằng là Ron DeSantis là sợ ra sớm bởi vì ra sớm sẽ bị các ứng cử viên, các uh, cử tri cuồng Trump tấn công nhưng mà tại sao ông ta không ra nhưng mà cuối cùng phải ra. Lý do là nó một số những cái chính sách của ông Ron DeSantis trong thời gian qua tại tiểu bang Florida. Tuy rằng là nó có thể kích động cho cái giới cử, cử tri gọi là cuồng nhiệt theo phe bảo thủ chẳng hạn như là ra ký xác lệnh cấm phá thai quá 6 tuần lễ ký cái xác luận mà giới hạn cái việc chăm sóc y tế cho những thành phần chuyển giới vân nó đi càng ngày càng cực đoan hơn cho nên người ta nhìn thấy là đảng cộng hòa nói chung khi mà Ron DeSantis giả sử như là thắng cử trong nội bộ phe cộng hòa chưa chắc được đa số người dân nước mỹ ủng hộ nữa cho nên cái tỷ lệ ủng hộ của Ron DeSantis nó xuống thấp như vậy nhưng mà cuối cùng đó Ron DeSantis lại coi như tiếng mỹ mình gọi là double down tức là tố mạnh hơn nữa đi mạnh hơn nữa bằng cách là cương quyết đấu với lại ông đấu với lời công tại công ty Disney World và trong cái cuộc đấu này đó chúng ta thấy nó có nhiều cái màn đấu trí hai bên rất ư là ly kỳ và cái đòn mới nhất nó gây chấn động khắp nơi đó là cái việc đại công ty Disney họ nói rằng là họ hủy bỏ cái kế hoạch đầu tư to lớn của họ đó lên đến một tỷ Mỹ Kim tức là họ có một cái chương trình đó là sẽ chuyển 2.000 nhân viên uh, của Disney ở bên tiểu bang California mà là đây là những nhân viên có cái công việc làm uh, có lương cao họ sẽ chuyển sang tiểu bang Florida công ty uh, Disney sẽ xây dựng sẽ giúp đỡ hạ tầng cho họ thì 2.000 nhân viên này đó thì họ đi họ sẽ mang theo gia đình sẽ con cái này kia tức là nó đem đây một nguồn lợi một cái nguồn đóng thuế rồi nó mở mang xuống công ty thì tổng trị giá nó khoảng độ 1 tỷ mỹ kim công ty uh, Disney đó, họ nói rằng là họ sẽ hoãn lại cái kế hoạch này coi như là họ dẹp cái kế hoạch này chứ không phải là hoãn nữa họ không nói đích danh ông cái nguyên nhân này là do ông Ron DeSantis gây ra nhưng mà họ nói rằng là những cái điều kiện kinh tế đó bây giờ nó thay đổi rồi nó khiến cho người ta khiến cho công ty Disney nó phải thay đổi cái kế hoạch lại như vậy và thứ hai đó là uh, ông uh, tổng giám đốc của uh, uh, công ty Disney là ông Bob Iger ông không có nói đùa khi ông nói ông nói rằng là câu hỏi đặt ra đó là tiểu bang Florida có muốn cái đại công ty này đầu tư thêm nhiều tiền nữa hay không thuê mướn thêm nhiều nhân viên nữa hay không và qua đó đóng thuế nhiều cho đó hay không bởi vì uh, công ty Disney đó họ ngoài cái việc mà cái 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 dự án mà một tỷ Mỹ kim đó họ còn có cái dự án nữa là phát triển Florida uh, trong những năm sắp tới đó có thể lên đến 10 tỷ, 17 tỷ Mỹ kim quý vị thấy một cái món tiền đầu tư rất là to lớn như vậy nói đến Florida đó là là nói đến cái việc du khách đến đây và hơn phân nữa những người mà du khách đến Florida là ghé sang cái Disney World nó là một cái tên tụi nó coi như là một cái công ty chủ nhân thuê mướn nhân viên lớn nhất nhất nhì tại tiểu bang florida cho nên khi mà cái công ty disney mà họ cảm thấy mà họ có cái điều gì bực mình với chính quyền của cái tiểu bang đó đó và họ đưa ra những biện pháp mạnh tay đó thì đó là một cái điều mà đáng 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 lo ngại gây được sự chú ý và trước đó nữa thì công ty disney đánh một cái đòn mạnh tay nữa trên mặt pháp lý là họ nộp đơn truy tố ra tòa án nói rằng là chính quyền Florida của ông Ron DeSantis là đã áp dụng những cái chính sách của mình nhằm biệt miệng tức là vi phạm vào cái quyền tự do ngôn luận của công ty Disney và có những cái biện pháp coi như là trả đũa đàn áp thì đó là những cái điều không thể nào chấp nhận cho một cái chính quyền nào từ cấp tiểu bang, từ cấp địa phương, thành phố, tiểu bang hay chính quyền liên bang. Quý vị không có được quyền làm. Chính phủ lập ra là để phục vụ cho dân. Chính phủ lập ra không phải dùng cái sức mạnh của mình để một đàn áp một người nào vì cái chính kiến của họ khác nhau. Chúng ta nên nhớ, chúng ta đang sống ở một cái quốc gia tự do dân chủ không phải là khi anh nắm được quyền anh lợi dụng cái cơ hội đó anh đi đàn áp một người dân một tổ chức hay một đảng phái nào hết và nếu mà cái cái vụ án đó nó sẽ là một cái vụ án rất là quan trọng ừ, chúng ta sẽ đi vào chi tiết để hiểu coi tại sao nó có cái uh, cái sự kiện như vậy thành ra điều này có thể coi như đó là một cái phát súng nghĩa là khai màu trong cái cuộc chiến giữa đôi bên và cái điều này nó giống lên cái sự lo ngại của rất rất nhiều các chính khách của Đảng Cộng hòa. Ngay cả tại tiểu bang Florida, hai nhân vật bảo thủ của Đảng Cộng hòa lâu năm là ông Rick Scott, nghị sĩ liên bang đó. Ông này trước đây cũng từng là thống đốc của tiểu bang Florida rồi. Thì ông cũng lên tiếng, ông nói rằng là bây giờ cần phải có lúc những cái đầu cái đầu nguội lạnh đó là coi như là phải phải được uh, tôn trọng ý ông muốn nói là cả phía ông tổng giám đốc của uh, Disney cũng như là ông thống đốc uh, uh, Ron DeSantis uh, nên coi như là đừng có căng thẳng, đừng đẩy được cái cuộc chiến này nó leo thang đến cái mức độ mà gọi là cuối cùng nó sẽ gây thiệt mạng cho, gây thiệt hại cho đôi bên. Cái tay nghị sĩ liên bang thứ hai của Florida là ông Uh, Mark Rubio cũng nói luôn ông đưa ra một cái nhận định chung như thế này nè cũng giống như chúng tôi vừa mới nói đó khi mà một cái chính quyền nào đưa ra những cái chính sách mà nó mang cái màu sắc là mình đàn áp một cái cá nhân hay một tổ chức nào vì những lời lẽ của cái tổ chức đó đó vì chính kiến khác nhau đó, thì điều đó là điều không thể chấp nhận được tức là họ gián tiếp họ chỉ trích cái việc của chính quyền của ông Ron DeSantis bây giờ đi vào chi tiết đó, chúng ta thấy cái chuyện gì cái chuyện nó khởi đầu rất là đơn giản thôi chúng ta biết là ông Ron DeSantis cũng như là các thống đốc cộng hòa như là ông Ron ông Glenn Youngkin ở tiểu bang um, Virginia như là ông uh, um, ông gì ở Texas ông Greg Abbott họ hay lấy cái chủ đề đó mang cái tính chất gọi là đấu tranh về văn hóa họ nói họ khai thác cái gì, khai thác cái góc cạnh là về vấn đề uh, chống phát thai. Họ nói là đảng bảo đảng cộng hòa đó là bảo thủ tôn trọng giá trị đó. Rồi bây giờ đó họ uh, khai thác cái góc cạnh là CRT, tức là giảng thuyết giảng dạy về cái môn gọi là critical race theory, ngụ ý nói rằng là đừng có bắt học sinh học về cái lịch sử của Hoa Kỳ là trước đây cái giới da đen giới da đen bị kỳ thị bởi giới da trắng và cái thứ ba đó họ gọi là quốc quốc là một cái từ nó giống như là một cái tiếng lóng nó nói lên cái việc mà gọi là tỉnh thức tức là họ chống lại cái chính sách tỉnh thức của những người bên phe dân chủ mà hay cổ động tỉnh thức tức là mình 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 ý thức được là từ bấy lâu nay đó nước Mỹ nó có những cái chính sách bất công bất công trong cái việc gì cái người da uh, đen bị uh, bất công trong cái việc uh, ứng xử tức là ngay cả cái quyền đi bầu của người da đen nó cũng bị bóp nghẹt vì thế này kia rồi <laughs> cái quyền uh, tự do uh, uh, cơ bản của người dân uh, chẳng hạn như là người da uh, đen mà khi bị cảnh sát chặn ngoài đường xét giấy tờ đó cũng bị đối xử một cách bất công thay vì người da trắng và khi mình tỉnh thức như vậy đó mình ý thức được cái chuyện đó thì mình đứng lên mình tranh đấu cho cái sự bình quyền cho nên tiểu bang Florida đó họ giống những tiểu bang bảo thủ khác họ đi theo con đường đó họ chống cái việc này họ chống một cách cực đoan chúng ta biết rồi khi mà những tiểu bang bảo thủ ở bên Virginia họ chống cái gọi là không cho thầy giáo dạy về CRT critical race theory họ họ thổi phồng con ngáo hột đó thôi critical race theory không hề được giảng dạy ở các bậc trung học từ lớp mẫu giáo cho lớp 12 nhưng mà họ vẫn thổi phồng cái đó ở tiểu bang Florida đó ông Ron DeSantis ông áp lực lên quốc hội là không cấm không cho các thầy cô giáo giảng dạy cho các trẻ em về cái gọi là uh, vấn đề giới tính, tức là đừng có nói gì uh, giảng dạy là con người sinh ra là có uh, thuộc hai giới giới nam với giới nữ và cũng có một số người gọi là uh, theo cái kiểu mà đồng tính tức là uh, gay tức là đồng tính nam hoặc là lesbian đồng tính nữ rồi transgender là những người chuyển giới. Đây là một cái thực tại không thể phủ nhận được ở xã hội hiện nay chúng ta biết rồi không phải nước Mỹ mà toàn trên toàn thế giới khắp nơi hang cùng ngõ hẻm cho dù là có một vài nơi những người uh, chính quyền hay là những nhà cầm quyền họ bảo thủ họ muốn đàn áp những thành phần đó nhưng mà đây là một cái thực một cái thực thể không thể chấp nhận trên thế gian này có những người sinh ra là nó thuộc cái thành phần gọi là đồng tính như vậy không phải là họ đây không phải là cái lựa chọn họ đẻ ra mà đây cũng không phải là cái chuyện gì bình hoạn để mình, mình sửa sang hết đó vậy mình sửa đổi họ này, cái cho thuốc này nó không phải con người sinh ra là như vậy mặc dù là cái điều đó là cái điều mình khó thể chấp nhận được 50 năm trước đó thì có lẽ người dân Mỹ họ không có chấp nhận nhưng mà giờ đây người ta chấp nhận cho nó rồi cho nên nếu mà mình 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 đàn áp những người mà đồng tính này nọ kia đó thì cái điều đó nó bất công cái đạo luật ở bên florida nó cấm điều đó cho nên cái đạo luật đó nó được nói nó được gọi một cách biếp nhẹ đó là đông xây gây tức là đừng có nói gây tức là không cho thầy cô giáo được quyền nói không được nói nói đến là coi như là phạm luật thì rất nhiều người chống đối các thầy cô giáo các nghiệp đoàn giáo chức chống đối và công ty uh, disney là cái công ty lớn nhất lên tiếng chỉ trích cái đạo luật này và cái điều đó nó khiến cho Ron DeSantis nổi giận tìm cách trả đũa bằng cách đó là nói rằng là cái khu um, cái Disney World từ trước đến nay uh, đầu tư vào cái cái vùng ở bên uh, Orlando và trong cái khu đó đó họ có cái quyền coi như là cái quyền tự trị tức là họ tự ra những cái chính sách thuế má họ với lợi bảo đảm an ninh trong vùng nó gần như là tự trị chứ không phải là lệ thuộc của chính quyền địa phương và chính quyền tiểu bang thì Ron tiếp ông nói là không bây giờ chúng tôi rút lại cái quyền đó bằng cách là chúng tôi bổ nhiệm một cái những cái người trong cái ủy ban uh, gọi là ủy ban quản trị của Disney ở vùng đó mà do ông Ron DeSantis bổ nhiệm chứ không phải là do công ty uh, Disney làm thì công ty Disney đó họ không có nói gì hết nhưng mà họ họp trong nội bộ và trong cái nội bộ đó thì trước khi mà ông Ron DeSantis ra tay hí hững ra tay đó thì những cái thành viên trong ban quản trị đó họ họp lại họ bỏ phiếu họ bỏ phiếu một cách công khai chứ không có gì lén lút đó họ nói rằng là bây giờ chúng tôi giao cái quyền mà gọi là quản trị của công ty Disney này trong vòng 50 năm sắp tới đó là cho Disney tức là không phải là của ủy ban quản trị chúng tôi giao khoán như vậy tức là coi như công ty Disney đó họ khéo léo mà vượt qua mặt như vậy thì đến lúc mà ông Ron DeSantis ông biết vỡ lẽ như vậy đó, ông mới cảm thấy xấu hổ, ông hùng hổ tuyên bố ai ngờ là Disney nó họ chơi hay hơn Họ làm cái điều đó. Cho nên ông Ron DeSantis ông mới giận, ông mới quê, ông mới phản pháo, ông nói rằng là ồ như vậy đó là cái công ty cái ủy ban mà quản trị của Disney nó cũng làm luật sai, ông áp lực với lời quốc hội Florida thông qua cái điều luật đó để mà thay đổi cái cái quyền này và nộp đơn hâm uh, he là nộp đơn kiện cái ban quản trị và công ty Disney đó đã tòa đập với nhau nhưng mà thật sự ra công ty Disney họ không làm gì mà sai trái hết và cuối cùng là ông Ron DeSantis và quốc hội Florida đó coi như là ra cái đạo luật nghĩa là phủ nhận cái 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 kết quả của cái hội đồng quản trị của Disney điều này nó dẫn đến cái việc là công ty disney đó họ nộp đơn kiện ra tòa để đòi bồi thường với những cái lý do hết sức là chính đáng tức là công ty tức là nhà nước florida chính quyền tiểu bang florida đó bóp nghẹt cái quyền tự do ngôn luận chúng tôi phản đối cái luật chính phủ đưa ra quý vị biết rồi một cái chính phủ có quyền đưa ra cái đạo luật đó người dân phải thi hành nhưng mà cái điều đó không có nghĩa là cấm mình uh, phải lên tiếng phản đối Chẳng hạn như là chính quyền của ông uh, Tổng thống uh, Joe Biden Ông đắc cử Ông lên, ông ra những cái chính sách Rồi uh, dưới thời của um, Phe Dân Chủ nắm quyền Trong hai năm qua ra những cái đạo luật Nhưng mà điều này không có quyền là họ cấm Những người đối lập chỉ trích những cái đạo luật do chính quyền ông Joe Biden đưa ra, còn khi mình lên tiếng, mình cấm, mình đàn áp, tức là mình vi phạm vào cái đề nhất tu chính án cái quyền tự do ngôn luận của người dân. Thứ hai, mình ra những chính sách chỉ để mà đàn áp thôi thì nó mang cái màu sắc là mình dùng cái sức mạnh của chính quyền để mình nghĩa là trả thù. Điều đó là cái điều không thể chấp nhận được. Cho đó cái điều này là một cái điều hết sức là là, là nghiêm trọng. Xin trở lại với anh Nam, không biết là anh Nam có những nhận định hay là phê bình gì uh, góp ý gì để chúng ta trước khi mà chúng ta uh, đi sâu vào chi tiết những vấn đề này thưa anh Nam. Nghe rất là sướng tai. những tin tức trong đội bậc chúng tôi nói là ngày hôm nay chúng ta chỉ dành một đề tài này thôi để đi sâu đề tài này. Thì chúng tôi lại đang mời anh đi sâu tiếp thưa Mình có thể đi đi sâu thêm đi xíu anh nhỉ. À, không mà nói chung là, là là thoạt nhìn như vậy đó không biết là anh Nam có 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 có, có đồng tình với lời những cái nhận định của bên Disney khi mà họ, họ nộp đơn và họ họ giải thích cái lý do nộp đơn đó là chúng ta không có thể chấp nhận một cái chính quyền dù là chính quyền địa phương hay chính quyền tiểu bang đó ra những cái đạo luật nào mà nó nhằm bóp nghẹt cái tiếng nói của cái cá nhân hay tổ chức đó và dùng cái sức mạnh của chính quyền mình để đưa ra những cái chính sách đàn áp. bản thân, như... thân anh đưa ra câu hỏi đó là nó đã cho thấy được đó là nó đã quyết định anti democracy. Dạ. Yeah. Uh -huh. Nó nó chống lại cái vấn đề dân chủ hóa. thì cái đó nó 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 cho một chính quyền nó hơi nghiêng về phía độc quyền một quân việt chút xíu. thì cái đó nó trái với tinh thần người mỹ thưa anh. là dân, dân chủ mỹ đúng như vậy nhưng mà ông Ron DeSantis ông nghĩ rằng là ông đang ở trên cái đà chiến thắng ông mới ông 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 trong một cái cuộc mà viếng thăm tại sao Carolina, Carolina mới đây ông đó ông nói rằng là cái công ty Disney này nó ý rằng là nó lớn nó ngạo mạn lắm nó có thể là nó đã điều hành cái chính quyền địa phương ở Florida trong vòng 50 năm qua cho đến khi tôi nhập cuộc chiến trường nhưng mà giờ đây đó thì ông ta thì Disney World đó không phải là cái công ty gọi là điều hành ở cái vùng Florida này nữa cho nên từ đó nó nói lên cái cái ngạo mạn của của ông Ron DeSantis rồi mà chúng ta biết đó là các mặc dù người ta nói rằng là hiện nay là Florida là tiểu bang gọi là, là 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 nghiêng về bảo thủ rất nhiều xuyên qua cái trong cái kỳ bầu cử vừa qua đó ông Ron DeSantis thắng lớn trong việc tái bầu cử không còn là tiểu bang chiến địa ngăn nữa nữa rồi chức vụ mà nghị sĩ liên bang chức vụ tiểu bang cái, dân biểu tiểu bang cái, cái, ở ở Florida là phe cộng hòa thắng lớn nhưng mà cái kết quả tại cuộc bầu cử đó hai năm hay bốn năm nó hoàn toàn nó thay đổi rất là dễ đó đúng. chúng ta thấy cái thí dụ tại tiểu bang um, tại thành phố um, Illinois ở tiểu tại thành phố Chicago tiểu bang Illinois cách đây bốn năm một bà uh, luật sư người da đen là bà Lievut uh, trong vai trò công tố viên bà ra ứng cử bà đắc cử rất lớn tức là đại đa số người, được nhiều người ủng hộ nhưng mà bốn năm sau đó cũng những cử tri đó cũng là cử tri tin mình cấp tiến họ lại không có đồng ý nữa họ bầu cho một người khác cho nên trong cuộc bầu cử vào qua bà về hạng ba uh, bà Lai Phước Hằng ba một cái người cấp tiến khác được lên bầu cử cho nên cái mà một người nổi tiếng nhất là trên chính trường đó có thể trong vòng 2 năm hay trong vòng 4 năm sau đó đó cái 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 số người ủng hộ của họ nó tụt dấp xuống và cái chuyện mà người dân Hoa Kỳ cử tri Hoa Kỳ đó họ có thể dễ dàng họ bất mãn hay là họ không còn kiên nhẫn nữa lúc trước thì họ ủng hộ lúc sau thì họ không ủng hộ cái chuyện đó chuyện thay đổi trong chóng chúng ta thấy cái người mà được người dân Mỹ mà người ta ủng hộ rất mạnh là ông cựu tổng thống Bush bố khi mà ông tập hợp được cả một cái lực lượng trên toàn thế giới cùng đứng uh, chung với liệu Hoa Kỳ để mà tấn công cái uh, quân đội uh, của nhà cầm quyền của lãnh tụ Saddam Hussein trong năm 1991 để mà giải phóng cái nước lên bang là Kuwait đó thì cái cuộc uh, chiến nó rất là thành công lớn ông ông um, ông George Bush uh, mà gọi là bố um, Bush bố đó ông gần như là ông lấy cái số tiền ông kêu gọi tất cả những nước này đóng góp cho cái ngân quỹ cho cái gọi là quân đội Mỹ bỏ ra đó trả gần như là nghĩa là 95% cái ngân sách đó rồi tức là bao nhiêu tiền của các nước khác nhưng mà công lao được hưởng đó là Hoa Kỳ và ông Bush ông Bush lúc đó Bush bố đó lúc đó được khoảng là 90% người dân Mỹ ủng hộ chưa đầy nghĩa là một năm sau, 6, 7 tháng sau rồi bước vào vòng bầu cử sơ bộ năm 1992 đó, cái tỷ lệ của ông Bush nó xuống bởi vì tình hình kinh tế lúc đó nó gặp khó khăn. Rồi nhiều người dân Mỹ bắt đầu họ thấy công an việc làm nó khó khăn, họ bắt đầu than vãn cho nên nó mới khiến cho một cái chính khách trẻ lúc bấy giờ thuộc cái loại mà gọi là không có nổi tiếng là Bill Clinton chỉ là thống đốc của một cái tiểu bang gọi là nghèo nhất tại nước Mỹ là tiểu bang Arkansas đó nhảy ra tranh cử và cuối cùng đó thì là ông Bush bố thất cử một cách nghĩa là đau đớn trước ông Bill Clinton cho nên chúng ta thấy cái gọi là cái 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 tài sản cái danh tiếng của một chính khách đó nó không phải là một việc lâu bền Ngày hôm nay Ron DeSantis đang thắng cử như vậy là tại vì có rất nhiều cử tri bên đảng Cộng Hòa. Họ tin tưởng, họ háo thắng, họ tin vào cái chính sách của ông Ron DeSantis, nhất là cái thành phần mà gọi là cuồng Trump đó. Họ muốn chống lại phe dân chủ. Cho nên cái thành phần cuồng này đó, họ ủng hộ những cái chính sách của Ron DeSantis cứng rắn về cái mặt mà văn hóa. Chẳng hạn như là trong cái thời kỳ đại dịch đó, do bởi nhiều cái nguyên do khác nhau đó, tiểu bang Florida nó may mắn hơn nhiều tiểu bang khác cho nên nó không có bị bị, bị ảnh hưởng nặng như là uh, New York, New Jersey hay là California. Cho nên uh, Ron DeSantis mới mạnh miệng nó chống lại những cái biện pháp coi như là bắt mọi người phải đeo mặt nạ, bắt phải đi chích ngựa. Ron DeSantis còn làm cái điều thất thố, thất nhân tâm rất là bạo là các học khu, khu học chính ở bên uh, Florida, đặc biệt những thành phố lớn đông dân như là Miami đó là ra lệnh cho mọi học sinh đến trường là phải đeo mặt nạ. Ron DeSantis còn áp lực uh, tức là chống lại cái điều này, ra lệnh coi như là cúp cái tiền lương của các thầy cô giáo các vị mà điều hành trong các ban quản trị của học khu đó khi mà đưa ra những chính sách cho nên chúng ta thấy on the là cái việc thất nhân tâm nhưng mà tại vùng Florida tại vùng Miami có nhiều gia đình các phụ huynh đó họ tin vào cái cái điều mà mà lầm lẫn như vậy họ tin rằng là là cái chuyện đó là mình phải phản kháng mình không có thụ động cho nên nó mới làm cho nhiều người đó họ tin rằng là ở phải có một thống đốc mạnh dạn của phe uh, gọi là cộng hòa đứng lên chống lại chính quyền Biden cho nên họ chống đối nhưng mà chúng ta chắc chắn là khi cái sự kiện này nó xảy ra khi mà đi vào chi tiết đó thì người ta sẽ thấy rằng là cái việc công ty Disney World đó họ tranh đấu đúng là họ cũng chẳng tranh đấu gì, họ lên tiếng họ phản đối thôi, họ phản đối rằng là tại sao mà quý vị đưa ra những cái đạo luật như vậy lý do là vì sao, là trong cái cộng đồng của những người mà nhân viên làm việc cho uh, Disney đó có rất nhiều người, họ là những người đồng tính, họ có thân nhân của họ là người đồng tính, họ có bà con của họ là người đồng tính bây giờ về nhà con em của họ không nói chuyện đó mà mình ra cái đạo luật mình nói rằng là nói không được quyền nói gì về vấn đề đồng tính nói là vi phạm luật là phạm pháp phải bị trừng phạt thế này thế kia thì làm sao người ta chấp nhận được anh Nam nghĩ rằng là nếu như ở bên um, California họ ra cái đạo luật đó đó anh có chấp nhận được hay không anh là chủ nhân anh có chấp nhận ngay cả trong cái nội bộ của cái cái đài hay là cái hệ thống truyền uh, hình Việt Nam bây giờ đó mình không biết được bây giờ mình ra lệnh mình nói là không được nói cái chuyện đó mà lỡ trong đó nó có những người là những người đồng tính hay những người bạn của những người đồng tính hay là những người của chuyện giới vẫn có thể là mình không ưa cái chuyện đó nhưng mà cái chuyện đó là cái chuyện cá nhân mình phải tôn trọng mà cái điều đó nó cũng phải mới là gì cách đây hơn 20 năm rồi tất cả những đại công ty về hai tech ở bên California cũng như là ở bên Austin Texas trong thực tế đó anh Nam nhớ lại cách đây hơn 20 năm trong thực tế những cái những cái đại công ty đó đó họ đã đồng ý chấp nhận cái điều đó rồi qua cái chính sách gì họ cho những cái người mà đồng tính đó được quyền mua bảo hiểm y tế cho những người khác chồng hay vợ của họ đó mà nó gọi là civil union tức là cái thời đó đó năm thập niên đầu năm 2000 là lúc đó chưa có cái việc mà gọi là những người đồng tính được quyền kết hôn phải mặc đợi đến năm 2015 thì tối cao pháp viện Hoa Kỳ đó họ mới công nhận đó là cái quyền tự do được hiến pháp bảo vệ cho nên lúc đó còn trước đó đó đặc biệt là tại thành phố San Francisco lúc đó là ông Gavin Newsom là thị trưởng, ông là người bắn ra phát súng đầu tiên ông nói rằng tôi là thị trưởng, tôi sẽ làm lễ gọi là thành hôn cho hai người đồng tính nam và đồng tính nữ, rồi sau đó hai bên kiện cáo với nhau. Nó vẫn chưa được thông qua nhưng mà trong thực tế các đại công ty như Apple như là Google vân vân tất cả những nhân viên làm việc đó mua bảo hiểm mình được quyền mua bảo hiểm cho mình là một đã đành rồi mua bảo hiểm cho chồng hay vợ còn những người đồng tính đó, họ có quyền mua họ nói rằng là cái người này là người kết hợp với tôi gọi là civil union tức là họ công nhận cái cái chuyện đó là cái chuyện thực tế cho nên bây giờ nếu mà mình làm cái gì mà ngược lại đó rất là khó chấp nhận lắm anh Nam còn nhớ là trong cái kỳ mà bầu cử đại hội bầu cử năm 2004 giữa cao trào đó đó nhiều người bên cộng hòa họ bình chống cái giới đồng tính nhưng mà trong cái kỳ đại hội của đảng cộng hòa đó ở trên cái khán đài danh dự trong số những người đó đó có một người nào nổi tiếng người đó là cô con gái thứ hai của ông Dick Cheney ông Dick Cheney lúc đó là phó tổng thống của liên danh Bush Cheney ông được coi như là một tay mà bảo thủ mà kỳ cụ lâu đời lắm rất là nổi tiếng lắm nhưng mà cái người con gái thứ nhì đó là một người đồng tính mà cô này đó sống chung với một, một cô gái khác như là hai vợ chồng và vợ chồng ông Dick Cheney vẫn coi người này là chồng không có giấu giếm dùm chăm vĩnh cho đi đến tham dự đó tại vì ông 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 mình không còn biết ông Dick Cheney ông bảo thủ mức nào nhưng mà con gái của ông là như vậy ông tôn trọng lúc đó nó cái cô gái lớn đó là Lee đó thì không có ủng hộ chuyện này và mãi sau này đó chúng ta mới nghe cô Lichini đó lên tiếng xin lỗi một cách công khai cho mọi người biết với cái cô em của mình và với những người đồng tính cho nên từ hơn hai chục năm trước đó người ta đã công nhận đó là một cái chuyện thực tế trong xã hội không có gì sai trái không có gì đáng lên án cho dù rằng là các ông cha các ông linh mục các ông sư sãi các ông này nọ những người đại diện tôn giáo có lên án cái đó là cái điều mà gọi là tội lỗi bên cái đó là quyền của quý vị thôi ở trong nhà thờ quý vị muốn nói gì nói thánh nói tướng gì nhưng mà đối với luật pháp hoa kỳ đó quý vị không có được quyền mà ngăn cấm không có quyền mà kỳ thị, thị không cho công an việc làm thì bây giờ cũng vậy thôi ở florida quý vị cái chuyện nó nó đã xưa nghĩa là mình gọi là xưa như trái đất cũ rồi chuyện đó là cả thế giới bên đâu đi khắp nơi trên thế giới mỗi năm đó là họ có một cái tháng công nhận cho cái cái người đồng tính nó gọi là pride tức là hãnh diện bây giờ mình ngày xưa đó cái chuyện mà đồng tính đó, mình giấu ở trong closet tức là người ta đồng tính nhưng mình ta không dám nói ra mình tới gặp những người mà gọi là cung phe với mình mình nói ra rồi dần dần nó có nhiều người họ họ dám công khai lên tiếng thành ra người ta nói là get out closet tức là mở ra tủ áo cho người ta thấy tất cả những cái gì trong nhà của mình chúng ta thấy những nhà báo nè chẳng hạn như là uh, Cooper nổi tiếng của đài uh, CNN, người ta thấy những ca sĩ nổi tiếng, người ta thấy những cầu thủ nổi tiếng, người ta thấy những uh, vị uh, sĩ quan hải quân, sĩ quan của quân đội Hoa Kỳ mà lên đến cấp tướng, chứ không phải là thường cấp tướng một tướng 4 sao nữa. Rồi người ta thấy trong cái hàng ngũ những người mà gọi là đại uh, doanh gia, những người như là ông uh, ông gì của bên đài, uh, của bên công ty Apple đó, ông Tim ông tìm ông biết tìm Scott là là CEO của của đại công ty Apple ông ta là người gây ông ta là người rất là thành công chẳng lẽ mình coi mình mình tôn trọng những người đó thì những người gây khác mình kỳ thị cho nên trở lại một lần nữa đó, là tiểu bang Florida và ông Ron DeSantis ông lựa chọn cái con đường cực đoan ông nghĩ là ông thành công ông nghĩ là cứ chi mà gọi là cực đoan ở bên phe Florida ủng hộ nhưng mà cái 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 chiến thắng của họ đó là một cái chiến thắng mình gọi là lợi bất cập hại nó sẽ có cái hại lâu dài hơn cho nên ngay cả Donald Trump đó, cũng không có bỏ qua cái cơ hội này nhảy vào nhập cuộc đó để mà mà mà, mà tấn công à, để nói rằng là ông uh, Trump đó, trước đây đó, ông đã tiên đoán rằng là ron DeSantis đó, sẽ bị nghĩa là công ty uh, Disney nó đánh bại và ông cái hình ảnh này nó cho thấy là uh, ông Ron DeSantis là một người hết sức là nghi thơ về mặt chính trường ở trên mặt uh, uh, toàn quốc đó chứ không phải là tiểu bang uh, Florida mà thôi và ông ông Trump ông thường hay khoe khoang rằng là mình là một người deal maker cho nên một người biết nghĩa là thỏa thuận đôi bên này kia để đem có lợi cho hai bên chứ không có cần gì phải gây hấn này nọ kia mặc dù là cái thành tích làm làm anh của Donald Trump cũng không có phải là thành công sáng sủa gì hết nhưng mà rõ ràng đó là ông muốn chứng tỏ là ông có cái khả năng deal making còn Ron DeSantis chỉ là ghi hấn chỉ một mà, mà mình ghi hấn với một cái đại công ty đem lại công ăn việc làm cho mình đó đem lại cái tiền thuế cho tiểu bang này kia thì cái điều đó chắc chắn trong đường dài đó người dân tại Florida đó họ sẽ dần dần họ sẽ nhìn thấy rằng là cái việc mình lựa chọn cho ông Ron DeSantis đó, không phải là một cái lựa chọn khôn ngoan và chắc chắn là đại đa số cử tri uh, cộng hòa trên toàn nước Mỹ đó không thấy Ron DeSantis là một ngôi sao sáng giá nữa và điều đầu tiên mà chúng ta có thể nhìn thấy đó là rất rất nhiều những tay đại tỷ phú là đã nói rằng là không tôi sẽ không còn ủng hộ Ron DeSantis nữa ông Peter Thiel là một cái tay cũng ở đó thì nói rằng là không tôi không ủng hộ cho trong cái cuộc uh, bầu cử sắp tới nữa tức là ông không có thèm bỏ tiền ra một tay uh, tỷ phú khác là gốc uh, gốc uh, hung gia lợi đó uh, tôi không có tự nhiên không có nhớ tên ngay đây cách đây vài tuần nó cũng nói rằng là không tôi không còn ủng hộ cho Ron DeSantis bởi vì rõ ràng cái chủ trương gọi là kỳ thị đối với lợi di dân kỳ thị với đối với dân kỳ thị đối với lợi uh, độc đồng tính nhưng mà dĩ nhiên họ ông đã cũng nói luôn cái vấn đề mà kỳ thị với dân bằng cách là anh nam có nhớ cái chuyện mà ông Ron DeSantis ông lấy cái tiền mà còn dư của cái quỹ cứu trợ covid đó cho Florida Tại vì khi xảy ra Covid đó thì chính quyền liên bang dùng rất nhiều tiền để viện trợ cho nhiều tiểu bang, cho nhiều thành phố. Thì bên Florida không có bị thiệt hại nhiều cho nên số tiền còn dư. Ông lấy cái tiền làm gì? Ông đưa người qua tiểu bang Texas ông đi dụ cái đám mà di dân vào nó nó đi ở mấy cái chỗ đó nó ra nói rằng các anh chị muốn chúng tôi chở đến những cái nơi mà có công an việc làm có này kia không mấy cái dân nó đâu biết đâu nghe nó dụ mấy người đó nó chở đi đâu nó chở lên cái chỗ mà mặc tao vai dao là cái khu mà nghỉ mát của dân nhà giàu đó, nó thấy cái đống mà gọi là di dân xuống đó để cho dân địa phương ở đó để mà gánh gọi như là, là lãnh đạn thì người ta uh, chỉ trích đây là một cái việc làm nghĩa là là mất nhân tính. Tức là cái những người mới di dân người ta đến ở đằng bên Texas thì để bên Texas họ lo liệu cái anh chàng mà Craig Abbott là thống đốc của tiểu bang Texas cũng chơi cái trò ma mãn như vậy đưa mấy chục uh, tay um, di dân đó chở đến uh, tiểu bang New York thảy xuống đó, chở đến tiểu bang uh, Illinois cũng thảy xuống đó, rồi chở xuống New York thảy xuống trước mặt uh, cái cái um, cái gọi là cái cái tư dinh của bà phó thống đốc Kamala Harris để làm gì để mà gọi là làm làm trò quấy rối này kia nói rằng ờ quý vị bên đảng dân chủ quý vị ủng hộ cho di dân đó bây giờ ra nuôi mấy đứa này đi nhưng mà thật sự ra cái trách nhiệm mà mà gọi là lo cho những người di dân mà khi họ mới tới vượt biên giới họ nộp đơn xin để mà được uh, tị nạn đó tị nạn kinh tế tị nạn chính trị gì cũng, cũng không biết họ tìm nạn thì theo luật mà theo cái truyền thống đã có từ lâu rồi thì Hoa Kỳ phải chấp nhận cái đơn đó và để họ uh, uh, sống đó trong lúc chờ đợi thời gian thì những người mà chỉ trích đó họ nói rằng cái đám di dân đó, nó lợi dụng cái đó trong cái thời gian chờ đợi nó không ngồi ở một chỗ nó đi đời khắp nơi khác nhau và coi như nó nó sống một cách bất hợp lệ tại Hoa Kỳ và sống đó thì cái đó là một cái khe hở dĩ nhiên là phía Hoa Kỳ họ phải thảo luận với nhau để mà họ đưa ra một cái chính sách nào đối phó hữu hiệu nhưng mà không phải vì lý do đó mà mình tìm cách mình quậy lên bằng cách nghĩa là mình bắt một số những cái cái di dân đó, mà dù đó, họ dụ dỗ chứ không tại những người mà di dân họ đâu hiểu luật lệ đâu họ nói ok chúng tôi đưa cái vị lên trên xe buýt đi có được lo ăn ở này kia lên máy bay đi để nó chở chở hai ngày sau đó. thì đến New York đến Illinois trường hợp Ron DeSantis lấy cái tiền đó chở cái đám đó đi bằng máy bay đổ xuống cái Montana là cái khu mà nghỉ mát sang trọng của giới nhà giàu từ Hoa Kỳ để mà làm tiếng thì cái đó nó bị bách nó làm cho một số những cái tay mà đại tỷ phú mà ủng hộ cho phe Cộng hòa đó họ bất nhẫn họ rút lui và đây là một cái dấu hiệu cho thấy cái sự ủng hộ mà của um, giới bên đảng Cộng hòa cho Ron DeSantis đó. nó chỉ có chiều hướng đi xuống mà thôi thành ra không biết là anh Nam uh, có thêm uh, góp ý như thế nào trong cái vụ này thưa với anh Nam và hiện nay không những vậy trong cử tri của The Santis tại Florida đi xuống cả nước đi xuống và cái thứ hai nữa đó là cái cơ may về The Santis thắng càng ngày càng mỏng manh hơn nhưng mà trong vừa qua thì ông, ông mấy một vài ngày qua cũng nói một câu rất kinh hoàng là nếu chỉ có một người trong Đảng Cộng Hòa để đánh bại Donald Trump là chính tôi Ron The thì anh nghĩ câu đó như thế nào cái điều này đó thì uh, đúng ra đó um, chúng ta không biết tùy theo cái cái góc nhìn của mỗi người thưa với anh Nam những ừ. người nào mà người ta ủng hộ uh, ông Ron DeSantis hay là người ta uh, ngay cả những Cộng hòa mà lại chống Donald Trump biết rằng là Donald Trump là một kẻ chỉ gây thiệt hại cho đảng Cộng hòa trong đường dài thôi đó. thì có thể người ta đưa ra cái lựa chọn đó người ta nghĩ rằng là Ron DeSantis uh, cũng giống như những chính khách Cộng hòa khác hiện nay ông có thể đưa ra những cái chính sách mà có tính cách mà cực đoan theo kiểu mà cực hữu ở vòng anh nam biết ở vòng sơ bộ đó thì bên nào cũng vậy bên đảng dân chủ sẽ có những người đưa ra những cái chính sách rất là cực đoan về uh, thiên tả và bên đảng cộng hòa họ rất là cực đoan về uh, gọi là thiên hữu nhưng mà khi mà họ thắng cái vòng sơ bộ đó khi vào cái cuộc bầu cử chung gọi là general election nó họ <cười> sẽ... <cười> còn còn mà chỉ có donald trump là không có thôi Donald Trump tự hào là mình là cho nên Donald Trump, và Donald Trump may mắn là thắng cử năm 2016 cho nên ông ta nghĩ là như vậy còn còn phe bên cộng hòa họ nghĩ là Ron DeSantis á, là có thể giờ đây ông nói như vậy nhưng mà giả sử như nếu mà ông đắc cử ở vòng bầu cử sơ bộ của đảng cộng hòa đó ông ta sẽ không có đi vào cái vết xe của Donald Trump bởi vì người ta mới nói rằng là Ron DeSantis hay là Uh, Ted Cruz hay là những tay khác của đảng Cộng Hòa đó đều thâm hiểm hơn. Cũng là phe Cộng Hòa, nhưng mà thâm hiểm hơn là, là Donald Trump. Cho nên những người đó mà đắc cử đó còn đôi khi còn nguy hiểm hơn Donald Trump. Ít ra Donald Trump do thiếu hiểu biết, do tự mãn quá đau cho nên làm cho phạm vào nhiều cái lỗi lầm ấy còn Ron DeSantis sẽ không phạm như vậy cho nên Ron DeSantis có thể là tự hào chủ quan là chỉ có mình ông ta là, 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 là có thể đánh được là, là Donald Trump thì điều đó nó cũng không có sai sự thật bởi vì anh nam nhìn thấy coi là trong nội bộ của đảng cộng hòa còn có ai mình có thể vượt qua ông Donald Trump không, không có phải không ạ à? tức là chúng ta phải nhìn nhận một cái thực tế Ừ, rất là, là 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 đau lòng hay não nề của những người bên Cộng hòa mà gọi là chân chính hay Cộng hòa mà gọi là ủng hộ Cộng hòa đến chết đó. thì họ không hiểu rằng là giả sử như là ông Donald trump mà thắng cử trong nội bộ Đảng Cộng hòa thì cái tương lai của Đảng Cộng hòa như thế nào Tại vì từ đây cho đến tháng 10 năm sau tháng 10 năm bốn chắc chắn là những cái khó khăn về pháp lý của Donald trump càng ngày càng chồng chất hơn thì như vậy nếu Donald Trump là là ứng viên của đại diện cộng hòa thì mình chỉ có chút bại nghĩa là từ bại từ đánh đâu là thua đó thôi cho nên người ta nghĩ là Ron DeSantis là cái khả năng là cái alternative là cái lựa chọn khác và Donald Ron DeSantis có thể chủ quan tin tưởng như vậy thưa với anh Nam. Ừ bây giờ đó thì um, chúng người ta phân tích đến cái cái um, cái cái triển cái, cái vọng của um, uh, Ron DeSantis và nó sẽ gây thiệt hại cho Florida như thế nào và ừ. nó sẽ gây uh, thiệt hại cho riêng um, cái, um, cái 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 tương lai đảng của, của đảng cộng hòa anh Nam biết rồi khi mà uh, Disney họ nói rằng là họ dẹp ngay một cái kế hoạch mà đầu tư một uh, khoảng một tỷ mỹ kim khi mà chuyển đổi cái số lượng người dân uh, cái cái nhân viên của Disney từ, Cali bên sang bên California, từ California sang bên Florida nó là một cái cái đòn đau đớn cho một cái vùng nào đó ở bên Orlando và tiểu bang Florida nói chung tất cả từ trước đến nay tất cả những chính khách của đảng cộng hòa bao giờ cũng nói đến cái chuyện mà họ ủng hộ cái việc mà các chủ nhân bởi vì cái chủ nhân nó tạo ra công an việc làm còn phía bên dân chủ đó thì họ ủng hộ cái giới lao động cái giới nhân viên cho nên một cái chính khách của đảng cộng hòa mà tấn công cái giới chủ nhân đó là một cái điều mà gần như là không có những chính khách nào của đảng cộng hòa ủng hộ cái điều này nó giải thích lý do vì sao mà um, ngay chúng tôi nói hồi nãy đó là hai ông nghị sĩ liên bang của phe cộng hòa là ông Rick Scott trước đây là thống đốc Florida và ông Marco Rubio đều lên tiếng nghĩa là không có đồng tình với lời cái chuyện của ông Ron DeSantis đưa ra và ông cái người mà gọi là happy nhất hiện nay chính là Donald Trump tại vì trong cái nhận định của cái phân tích của nhiều bên người bên cộng hòa thì ta thấy rằng là Ông Trump đã thất bại trong cái cuộc bầu cử trên toàn quốc từ năm 2018 khi mà để cho phe uh, dân chủ đó hội giành quyền ở hạ viện để đưa bà Nancy lên làm uh, chủ tịch hạ viện. Đến năm 2020, chính Donald Trump là người bị thất bại nặng nhất khi mà thất bại thua trước ông Joe Biden mặc dù ông Joe Biden không phải là một ứng viên sáng giá lúc đó. Chúng ta nên nhớ lúc đó ông Joe Biden đúng là một cái hình ảnh, một cái ông già nghĩa là như là cái người kia chỉ chết ông già buồn ngủ, ông già bảy đền, ông già núp với trong ừ. dưới không dám ra vận động. Nhưng mà khi ra thắng cử ông được hơn ông kia đến 7 triệu phiếu. Rồi đến ừ. năm 2022 đó rất nhiều chính khách của đảng Cộng Hòa ủng hộ Donald Trump ra ứng cử đặc biệt là tại những tiểu bang ngăn ngửa gần như tất cả tất cả đều là thất bại hết cho nên trong cái bối cảnh đó, Ron DeSantis là người hiếm hoi trong nội bộ đảng cộng hòa không những thắng cử mà thắng cử vẻ vang năm 2022 vừa qua. Do đó, đó thì người ta mới thấy là Ron DeSantis có quyền khoe khoang là mình là người duy nhất. Nhưng mà trong thực tế mới đây thì có khoảng độ chừng 10 vị dân cử dân uh, dân biểu và nghị sĩ của um, uh, ở tiểu bang Florida đó đã lên tiếng ủng hộ cho Donald Trump rồi. Trong khi cái số người mà lên tiếng ủng hộ cho uh, cho Ron DeSantis chưa thấy ai đưa lên hết. Đó là một cái ừ. điều hết sức là ngạc nhiên. Không biết là anh Nam có nhận định gì thêm trong vụ cái, này. Cái cái cái, cái, cái của DeSantis đã bị bào mòn. Cái cái nền tảng của DeSantis Đã bị bào mòn. Và ông Trump rất aggressive lấy cái số cử tri để ủng hộ DeSantis cần cái số cử tri ủng hộ DeSantis. Nhưng mà sáng nay nói chuyện với một người khác á thì anh nói có có thêm có cái giải pháp cái giải pháp đó nó làm bữa tan đại cộng hòa đúng không thì có thể cái giải pháp là dung hợp lại the sentence sẽ ra mà những mà thua đó thì có thể sẽ về làm phó trong trong đại nghị cái chance đó có thể có không <laughs> thì làm sao mình biết được thưa với anh Nam, trên chính trường thì cái chuyện gì cũng cũng có thể uh, uh, xảy ra hết đó Tức là trước đây đó là hai người nghĩa là tấn công dữ dội nhau về sau đó làm phó uh, cái điều đó là cái điều mà chúng tôi chứng kiến lần đầu tiên uh, khi mà uh, đặt chân đến Hoa Kỳ là tham gia uh, theo dõi cái cuộc bầu cử năm uh, 1980 đó Uh, người ta biết rằng đó là trường hợp mà phía bên dân chủ là đương kim tổng thống jimmy Carter, phía bên đảng cộng hòa đó là ông ronald reagan trong vòng bầu cử sơ bộ cái người mà chỉ trích uh, ông reagan uh, không ai khác hơn là ông bush bố ông chỉ trích uh, kia để rồi khi mà um, ông reagan mà đạt được cái sự ủng hộ của, chính thức của đảng cộng hòa thì ông lại lựa chọn ông Bush bố làm phó cho mình Và ông Bush bố đóng chọn vai trò Một người trung thành 8 năm Rồi uh, Lịch sử lại lập lại Năm uh, 2020 vừa qua trong vòng bầu cử sơ bộ bên đảng dân chủ đó có khoảng là 16, 17 người lúc đó ông anh nam còn nhớ ông ngay cả trong nội bộ đảng dân chủ đó nhiều người cũng không có ủng hộ ông Joe Biden họ nói ông già quá rồi ông về vườn đi này nọ kia để cho nhiều người trẻ lên có ông um, Bernie Sanders cấp uh, tiến ở bên khuyên tả có bà nghị sĩ um, Elizabeth Warren ở tiểu bang Uh, Massachusetts uh, có um, bà uh, Kamala Harris của tiểu bang California, uh, một ngôi sao đang lên. Uh, rồi có ông uh, uh, James Buttigieg là một người nổi tiếng mà tuy là một người uh, đồng tính nhưng mà rất là sáng giá, rất là thông minh vân Và trong cái cuộc mà debate mà đầu tiên của nội bộ đảng dân chủ đó, thì anh Nam biết cái người mà lên tiếng chỉ trích mà ông Biden nặng nhất là ai? Bà Kamala Harris. Kamala Harris và cái <laughs> cái chỉ cứ nặng này nghĩa là tơi tả luôn vậy mà rồi cuối cùng đó, ông Biden lại lựa chọn bà Harris trong khi đó các phụ nữ tại vì ông 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 Biden ông hứa rồi tôi mà là ứng viên tôi sẽ lựa chọn người đứng phó là phụ nữ thiếu gì người nổi tiếng phải không ạ nhưng mà bà lựa chọn ừ. bà Harris cho nên cái chuyện đó là nếu mà đúng như anh nói đó nhiều khi cái liên danh mà mà uh, Trump với lại Ron DeSantis là coi như nó phối hợp cả hai bên rồi Hay, tức là nước Mỹ có thể chấp nhận nhưng mà đối với Cộng hòa là sáng giá nhất tại vì đó những người mà gọi là không có đồng tình với lại uh, ông Trump mà lại ủng hộ Ron DeSantis bởi vì nói theo tiếng Mỹ là phút được như không có gì khá hơn tại vì họ không, không thể nào chấp nhận cho phe dân chủ tiếp tục thắng 4 năm nữa thì họ nói rằng là bây giờ mình bầu cho cái liên danh mà Trump, Ron DeSantis hay biết đâu ông Trump ông mà có bị mà impeach thì lúc đó Ron DeSantis lên thì mình cũng được lợi vậy. Rồi những người ừ. mà mà ủng hộ Ron DeSantis nó thôi mình cứ làm phó cho ông đi thì làm phó thì là 4 năm sau ông Trump mà chắc cái kiểu mà sống nó cũng không có thọ đâu bao nhiêu cái vụ án tù này là kia đó là đến năm 2028 đó là Ron DeSantis ra ứng cử cũng là sáng giá hơn còn bây giờ hai bên mà đấu nhau rồi đó là sẽ sẽ chỉ có từ chết tới bị thương thôi thì đúng như là câu hỏi của anh Nam thì lần đầu tiên tôi được nghe cái chuyện đó nhưng mà khi cái, cái 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 gọi là cái cái xác suất mà chuyện nó có thể thành sự thật thì nó không phải là cái chuyện gì hết là mơ hồ lắm không biết là anh nam có cần đưa ra cái giải sự nào nữa hay không thưa anh mới được ok là về mặt chiến lược thì họ vẫn nhìn làm tổng thống cuối cùng mà chiến thuật họ hòa có có thể có tôi nghĩ Đúng cái đó cũng cũng có, thể có. dạ vâng cái điều đó không có không có cái gì à, thay đổi nhưng mà trở lại cái tình hình hiện nay đó thì là tất cả các chính khách của đảng cộng hòa đó họ sẵn sàng họ lên tiếng họ phản bác và họ tấn công ông Ron DeSantis tức là ông chưa ra quân ông chưa lên tiếng nhập cuộc mà ông còn bị tấn công rồi anh thấy không? ngay cả ở cái tiểu bang um, Florida tiểu bang nhà của mình đó đáng lý ra là hai cái ông nghị sĩ um, liên bang Rick Scott và ông Marco Rubio đó họ phải khôn ngoan hơn không cần phải lên tiếng gì hết tránh né cũng được nhưng mà họ lên tiếng mà, mà 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 chỉ chết thẳng thừng như vậy rồi đến phiên ông uh, Mike Pence cụ phó tổng thống Mike Pence đó, ông cũng đang nhập cuộc sửa sợ nhập cuộc luôn đấy ông xuất hiện trên đài Fox Business uh, tuần qua đó ông nói rằng là cái việc mà công ty Disney nó hủy bỏ cái kế hoạch mà uh, một tỷ Mỹ kim đó nó sẽ làm thiệt hại cho người dân tại Orlando và uh, Florida mà thôi và đây là một uh, cái lý do mà cho tôi là một người chính khách theo phe cộng hòa tức là nói rằng là phải có cái chính cái chính sách mà uh, chính phủ chính quyền nhỏ thôi giới hạn thôi small government thôi thì tôi nói rằng là hai bên tức là phía bên ông Ronald đó, và phía bên Disney đó stand down tức là thôi đừng có căng thẳng nữa còn cái ông mà Chris Christie, uh, cựu thống đốc cộng hòa cũng một nhân vật sáng giá, thống đốc của tiểu bang New Jersey đó, nội uh, sáng giá năm 2016 và có thể sẽ như ra nhập cuộc lần này cũng nói luôn, nói rằng là tôi đã, tôi không nghĩ rằng Ron DeSantis này là một người theo đảng cộng hòa, dựa theo những cái hành động của ông ta đối với lại, uh, 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 Disney, thì cái điều này nó nói, nó cho thấy rằng là đảng cộng hòa ngày hôm nay đó nó đang bị phân hóa trên một cái nguyên tắc là từ trước đến nay đó là đảng cộng hòa nói rằng là chính phủ đừng có can thiệp vào cái việc làm đời sống của người dân đừng có can thiệp vào cái đời sống của các công ty anh Nam biết đó, cái chủ trương của đảng Cộng hòa nói rằng là đừng có regulation, đừng có bày ra những cái quy định này nọ kia, mình để cho các công ty đó họ tự do làm ăn, để cho thị trường nó điều hành này nọ kia. Mà giờ đây đó là Ron DeSantis và chính quyền Florida can thiệp quá sâu vào cái điều này. Thành ra giờ đây đó nó nó cho thấy là dưới thời của ông Trump, cái, cái, cái nguyên tắc mà lâu đời của đảng Cộng hòa nó coi như là không có còn được tôn trọng nữa và lần này với trường hợp của Ron DeSantis nó lại càng nghĩa là nặng nề hơn nữa khi mình dùng cái sức mạnh của chính quyền đó để mình mình đàn áp những người không cùng chính kiến như vậy và Ron DeSantis có nghệ có thể nghĩ rằng là ô oh, cái, cái, cái cử tri cộng hòa nó họ tin như vậy và uh, nhưng mà cái điều này nó hơi phi lý là tại vì trước đây Ron DeSantis khi mà đắc cử danh biểu liên bang trong, nằm trong cái 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 khối nó gọi là House Freedom Caucus đó, mấy cái tay cộng hòa mà MAGA đó thì lúc đó đó là ông ta cùng với tay kia là chủ trương đó là đừng chính quyền liên bang chính quyền tiểu bang đừng có sen lấn đừng có đưa ra những điều luật này đó kia để mà bắt giám ta nhưng mà giờ đây đó khi ông đã nắm quyền hành pháp ở Florida ông lại đi ngược lại cái điều này cho nên như vậy đó thì chắc chắn là trong cái cuộc chạy đua vòng bầu cử sơ bộ đó, Ron DeSantis sẽ bị sự chống đối rất nhiều ngay trong nội bộ của đảng Cộng hòa bởi những cái người Cộng hòa chân chính, những người Cộng hòa truyền thống nói gì đến trường hợp mà những uh, cử tri bên đảng hay Dân chủ hoặc là những cử tri độc lập đó chắc chắn là họ không thể nào mà họ chấp nhận một Ron DeSantis với những cái chủ trương mà cực đoan đối với cái thành phần mà đồng tính đối với thành phần uh, chuyển giới vân vân. Xin trở lại với anh Nam ạ. À. Ờ, bây giờ mình quẹo ngạn quẹo tí xíu ông trump cũng có tuyên bố là ông không muốn tranh luận với những người thua sao ông trong đảng cộng hòa thì anh nghĩ như thế nào về câu tuyên bố ông trump đây là một cái quyết định uh, nó không có gây khó khăn cho ông trump mà nó gây khó khăn cho cái ủy ban của đảng cộng hòa nói chung anh biết rồi là uh, ở bên nước mỹ đó là nó có hai cái đảng cộng hòa và đảng uh, dân chủ nó có cái cơ cấu của nó ở cái cấp liên bang mình gọi là uh, mình gọi là uh, cái tự ngữ gì ta mình cứ tạm gọi là trung ương đi trung ương đảng ở việt nam mình nó có gọi là trung ương đảng uh, cộng sản đó nó ở cái cấp trung ương rồi nó xuống dưới tỉnh thành này kia thì bên đây mình có cái trung ương đảng cộng hòa trung ương đảng dân chủ nó ở cái cấp toàn quốc nó xuống cấp tiểu bang nó xuống cấp uh, thành phố vân vân thì cái người mà gọi là là tổng bí thư của cái đó đó nó không phải là người có thực quyền tức là một cái người được lựa chọn thôi còn cái người mà có thực quyền đó là uh, vị tổng thống đương thời tức là trong trung ương đảng um, dân chủ hiện nay đó nó có một cái người nghĩa là coi như là chairman nhưng mà cái người mà nắm thực quyền đó là ông tổng thống Joe Biden còn phía bên đảng cộng hòa hiện nay không có ai thì hai cái người mà có thực quyền đó là ông um, nghị sĩ um, Mitch McConnell ông là thủ lãnh của uh, phe cộng hòa ở thượng viện và thứ hai là ông Kevin McCarthy thủ lãnh của phe cộng hòa tại hạ viện còn cái bà mà Ronnie McDaniel đó bà là coi như là, là, là chairman tức là chủ tịch của cái ban đó làm mấy cái việc điều hành thôi còn cái thực lực cái uy tín chính trị không có nhưng mà họ phải phải có một cái cái quy định chứ họ phải có quy định họ nói rằng là tất cả các ứng viên của đảng cộng hòa mà ra tranh cử sơ bộ quý vị phải tham dự cái cuộc mà debate để cho cử tri của đảng cộng hòa họ nghe rõ quý vị nói như thế nào họ sẽ lựa chọn họ đưa ra hai cái cái, cái lịch trình là có ít nhất là hai cái cuộc đi bếp về ông trump ông nói rằng là đừng có nên tổ chức làm chi tôi đang dẫn dẫn đầu quá xa rồi mà mà thường nay đó từ trước nay khi đang dẫn đầu quá xa thì đâu có dạy gì mà mà ra đi bếp làm chi thì cái ông nói cái điều đó là một cái sự thật một cái sự thật mình phải chấp nhận như vậy nhưng mà nói như vậy nó cũng đi ngược lại cái nguyên tắc mà mình gọi là là, là dân chủ rồi anh nam thấy không mình không thể nào ừ. mình nó ở bây giờ thăm dò dân, dân ý cho tôi thấy tôi về sao ra tranh luận là phải tranh luận còn nếu không thì mình sẽ bị người ta chỉ trích là mình là một người hèn nhát chúng tránh nhưng mà bây giờ ông trump muốn nói như vậy đó và rất nhiều những cử tri những chính khách của đảng cộng hòa trường hợp như là bà kerry lake ở tiểu bang arizona bà mới nói là thôi bây giờ cái đảng cộng hòa đó dẹp bỏ cái, cái, cái quy định đã có đi phải tổ chức gọi là debate thôi bây giờ mình thay đổi đi mình nói là mình ừ, đi bếp đồng chi để mà gây chia rẽ trong nội bộ nó mình hãy dồn nỗ lực để đưa cho cùng đoàn kết đằng sau ông Trump đi thì uh, cái điều này chắc chắn từ từ đây đến 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 ngày hôm đó đó khi mà chuyện sẽ xảy ra đó thì chắc chắn là trong nội bộ của đảng cộng hòa sẽ có nhiều tiếng nói lên để mà phản bác cái điều này và đó có lẽ chính là cái vấn đề mà Uh, những người trong làm ngành truyền thông chúng ta đó chú ý theo dõi nó sẽ có những cái sự kiện nó xảy ra và chúng ta có chuyện để tường thuật chứ nó không có phải mà im lặng như bây giờ đâu thưa với anh Nam ừ. Chị nói rất là thú, vị cái cuộc bầu cử sắp tới đó dạ. cái vòng đầu thì rất là sôi nổi ở đang cộng hòa vâng Tại dân chủ thì nó nó êm xuôi hơn ông Biden mặc dầu có nhiều người không thích vì ông lớn tuổi quá Yeah. Nhưng mà coi như ông, ông thắng chắc Không có đối thủ Còn phía Cộng Hòa Thì xem ra có thể có nhiều biến đổi Nó sẽ có nhiều biến đổi chứ không phải là có thể là Nó sẽ có nhiều biến, yeah. biến đổi yeah. Và như vậy thì Ai sẽ là cuối cùng đấu đá Tương bừng suốt quá Và ừ. nếu ông Trump vào gặp Biden Thì cũng nhiều hệ lụy lắm Liệu những bản án sẽ như đối ông Trump như thế nào ừ. Rồi dân chúng Mỹ có thay đổi ý kiến không Rồi ông trung có khả năng đoàn kết ra cộng hòa để bầu cho mình không rồi số cử tri ông trung có đủ để đắc cử không có nhiều vấn đề quá cho nên rất là thú vị À, vâng đúng như anh nam tức là từ đây đến đó đó là chắc chắn là giới trường tông chúng ta sẽ phải chú ý theo dõi cái vấn đề này và do đó trong cái phạm vi chương trình ngày hôm nay đó chúng tôi cũng chỉ trình bày những cái sự kiện nó chỉ diễn ra như vậy thôi chứ chắc chắn chúng tôi sẽ trở lại cái đề tài này trong nhiều lần nhưng mà trước khi mà tạm biệt đó cho phép chúng tôi mở mặt ở đây nói về một cái đề tài nhỏ thôi để gợi ý cho yeah. anh nam thôi chứ không có đầu sâu vô nhưng mà nó hết sức yeah. là thú vị Quý vị biết đó là hiện nay cái cuộc họp G7 nó đang diễn ra thành phố Hiroshima. Đây là một cái đề tài hết sức là lớn. Và ông Joe Biden lên đường tham dự. Và những cái bản tin mới nhất nó cho thấy rằng là ông cũng đã đoàn kết được tất cả vị lãnh thủ, nguyên thủ quốc gia của bảy nước này đó đồng lòng đứng đằng sau cái chính sách đó là đối phó lại cái tham vọng xâm lược của nga tại ukraine và cái chính sách gọi là bá quyền của trung cộng đây là một cái thành tích rất là đáng kể và cái sự kiện mà nổi bật nhất ta nói đến trong ngày hôm nay đó là cái sự xuất hiện vào giờ chót của ông tổng thống zelensky được mời đến hiroshima tham dự với tất cả các vị nguyên thủ quốc gia tại đây đây là một cái chúng ta thấy đây là một cái thành tích về mặt ngoại giao rất là thành công của ông tổng thống Zelensky nhưng mà điều này nó cho thấy là cái quyết tâm của khối G7 đó họ đoàn kết trong cái vấn đề này rất quan trọng nhưng mà trong cái sự kiện này đó không phải là chỉ có ông Zelensky của Ukraine mà nhiều nước nhỏ khác cũng mời cũng được cái khối G7 là họ mời đến tham dự trong cái việc mà khối G7 này mình coi như là họ không có còn cái thái độ mà tự tôn, tự cho rằng là mình là bảy nước giàu có, kỹ nghệ lớn nhất đâu mà là họ muốn phát phát triển rộng cái liên minh này ra thì họ mời nhiều cái nước nhỏ đến đến tham dự trong đó có nước Việt Nam của chúng ta anh, anh... tôi nhìn thấy hình có phạm minh chính tới đứng nhãn miệng cười chung với mấy ông G7. đúng tức là tức là tức là mình thấy rõ ràng là nếu như dĩ nhiên trong hội nghị bên lề đó ông ông Joe Biden cũng có họp mà với lại các vị nguyên thủ của những nước khác đặc biệt trong đó có những nước cường quốc như là bên Ấn Độ, bên úc vân vân nhưng mà nếu không có um, nhưng mà đặt ra vấn đề đó mời việt nam đến để được cái gì việt nam thứ nhất việt nam không có đủ tư cách mà tham dự việt nam chưa đến trong cái khối g20 chứ đừng nói g7 mời việt nam đến để được cái gì được cái lợi gì nhưng mà tại sao người ta mời chắc chắn nó phải có cái lý do nào đó anh nam thấy không chắc chắn mà họ biết rằng là việt nam đó là nhà cầm quyền việt nam hiện nay rất là hèn nhát tức là đi đi, đi, đi đuôi dây ở giữa bao nhiêu lần mời gọi tức là bắt tay với hoa kỳ để tách rời ra khỏi cái ảnh hưởng của trung cộng đi trong cái kỳ mà đại dịch năm ngoái đó hoa kỳ viện trợ thuốc uh, vaccine nó rất rất nhiều cho 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 Việt Nam một cách nghĩa là hào phóng như vậy nhưng mà phía Việt Nam nghĩa là vô ơn nghĩa là không có thái độ nào hết mà tại vì họ sợ cái cái ảnh hưởng của Trung cộng thôi nhưng mà phía bên Hoa Kỳ và các quốc gia khác nó họ vẫn mở cửa tại vì họ không có muốn đẩy Việt Nam vào cái vòng kiểm soát của Trung cộng càng ngày càng sâu hơn nữa cho nên họ biết là Việt Nam nó là 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 cái kẻ mà gọi là rất là, là là bạc nghĩa vô tình bạc nghĩa này kia lắm nhưng mà họ vẫn mở cửa cho nên cái 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 việc mà kỳ uh, này mà mời uh, Hoa Kỳ mời Việt Nam đến tham dự g 7 chắc chắn là phải có cái sự mà gọi là uh, đề nghị ủng hộ mạnh mẽ của Hoa Kỳ rồi. Cho nên những nước khác họ mời chứ còn những nước kia đó không có lý do gì họ mời Việt Nam đến không có được hưởng lợi gì đó. Nhưng mà cái điều chớ chêu là anh Nam thấy đó là trong tất cả những nước mà tham dự Hội g 7 kỳ này đó tất cả những nước này đó đều ủng hộ ukraine đó. chỉ riêng có việt nam không có ủng hộ ukraine trong cái cuộc chiến vừa qua tại vì vẫn còn mang nợ với lại bên uh, Nga em biết em biết đó. tại sao vâng. em biết tại sao mà mọi người nói một ngôn ngữ còn chính thì nói một ngôn ngữ khác nữa ông <laughs> đâu, chúng đâu có hiểu tôi thấy ông nhãn bị ông đứng nông nhạn bị ông cười nhưng mà sau đó có người lúc la lúc ló phải, phải viên viên dịch viên không yeah. nhưng mà ông biết gì đâu mà ông nói cho nên ông có hiểu đâu mà ông 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 bị cho đúng hay sai đó thành ra là, là mình không biết là trong những cái cuộc mà gọi là gặp gỡ bắt tay như vậy đó là Việt Nam đó là sẽ càng thấy mình một cách nghĩa là tẻn tò cô đơn giữa một cái, cái 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 sân khấu chính trường mà lớn nhất lần đầu tiên trong lịch sử nha chưa bao giờ Việt Nam được mời vào cái hội G G7 như vậy, thành không? thành ra đó nó cũng là một cái cắt cớ, nó là một cái cái đòn mà rất hay của chúng tôi nghĩ là phía Hoa Kỳ là phía chủ động nó đưa như vậy đó, đặt cho Việt Nam trước những cái áp lực như vậy đó, cho nên mình không thể nào mù quáng, mình cứ lên tiếng ủng hộ Ukraine như là chúng ta thấy trong vòng hơn một năm qua đó với uh, truyền thông tại trong nước với lại các chính khách um, các người trong nhà cầm quyền việt cộng với các ông tướng là đưa lên cứ một cái luận điệu nghĩa là uh, uh, coi như là ủng hộ cho bên uh, uh, nga uh, không bao giờ dám đưa lên cái tiếng nói để mà tôn trọng cái việc mà ukraine họ phải chiến đấu để mà bảo vệ cái chủ quyền lãnh thổ. Và đây là một cái đề tài hết sức là chú đáng chú ý trên trên bình diện quốc tế đó thì người ta không có bàn đến nhiều tại vai trò của Việt Nam cũng quá nhỏ đi. Người ta chú trọng đến cái việc mà ông Biden ông phó hội kỳ này nhưng mà cái lòng của ông nó còn lo lắng về cái chuyện mà cái việc mà nợ trần ở nước Mỹ đó cho nên ông phải về sớm tham dự cái ông hủy bỏ hai chuyến đi nhưng mà đối với riêng người Việt chúng ta đó thì đây là một cái chi tiết hết sức là lý thú chúng ta chờ Yeah, chúng tôi chờ đợi coi là trong những ngày tới đó có những người nào um, trong cái giới truyền thông tiếng việt mà bình luận về cái đề tài này không thì chúng ta sẽ trở lại cái đề tài này phải không thưa với anh Nam? Dạ, yeah, rất là thú vị. Cái hội nghị nó kết thúc chưa anh? Uh, thì ngày hôm nay là cái, coi như là kết thúc đó, đưa ra cái bản thông cáo chung như vậy đó thưa với anh Nam. Yeah. Bữa bữa qua thì tôi mới đọc tin đang diễn biến, uh, đọc báo chí trong nước tôi coi họ tường trình như thế nào phải không? Dạ. Yeah. Thì tôi hơi ngạc nhiên Làm ông cha chính đứng cười không mà, mà tôi mới qua hiểu không <laughs> Ở, ông nữa ông à, ông ông ta có thể nói cái câu đó nghĩa là ông có cái câu nổi tiếng đó cái gì uh, mình cứ tự nhiên đó, mẹ nó sợ gì ông thưa anh đâu <laughs> <laughs> cái nụ cười nụ cười bí hiểm á <laughs> Ông cứ mỉm miệng cười không biết cười cái gì giống gì. Yeah. Thì đó thì trong trong hiến... tội ông, tội ông như vậy trong thế giới nó nó cười rôm rả, nó đùa yeah. nó giỡn, nó tin nó nghịch với nhau phải không? Phải chọc với yeah. nhau nó... thì ông cứ nhãn miệng ông cười mà không biết ông có hiểu không nữa. Tức là Có thể có phiên dịch đứng sau lưng phải không? Dạ chắc chắn rồi nhưng mà anh Nam biết đó là là Việt Nam tuy là một nước nhỏ bé nhưng mà xuất hiện trước um, Liên Hiệp Quốc đó, thì theo nguyên tắc là mình được, được, ngang hàng nhưng mà anh vô trong một cái, cái 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 G7 là một cái 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 club cái câu lạc bộ của những cái nước mà gọi là hàng đầu trên thế giới họ có truyền thống lâu năm rồi họ đâu có thèm chơi những người trẻ những người mà mới lớn sau này ngay cả G20 là những nước mà gọi là 20 nước có nền kinh tế lớn nhất đó là sau này thôi nhưng mà cũng cũng chưa có đạt được cái gọi là, là G7 thành ra đây là một cái câu lạc bộ rất là sang trọng rất là là là, là gọi là, là 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 sang nhất trên thế giới hiện nay mà tự nhiên Việt Nam một nước nghe là không có thành tích gì hết đó một nước cho đến giờ này vẫn là nhận điện trợ khắp nơi ở kia đó mà được mời vào thì đó là một cái cái niềm hãnh diện rất lớn nhưng mà hãnh diện đi phó hội đó nhưng mà gọi là rất là nghẹn rất là mắc nghẹn tôi không nghĩ rằng không biết là trong những cái cuộc gọi là họp như vậy hoặc là bên lề thôi những người cắt cớ đó hỏi rằng là ủa tại sao ở đây còn có cái anh này là không ủng hộ ông zelensky mà ông zelensky mà nếu có gặp ông, ông phạm minh chính đó, thì không biết là có nói chuyện với nhau như thế nào không nói rằng ờ à, đồng chí lúc này cũng còn ủng hộ bên phía nga Xô nữa hay không thôi này kia thì không biết đó, là cùng lúc đó thì trên internet tôi nhận cái bức hình khác là cuộc họp của bộ thứ ở Việt Nam dạ yeah. mà không có Phạm Minh Chính oh. và cũng có tin đồn Phạm Minh Chính đang nộp đơn từ chức và nội bộ đang tìm người khác thay thế ai đồn nào ở chốn nhân gian không thể hiểu càng hiểu không ra lúc cuối đời bí mật không biết phía sau bước màn sắt không có gì anh, uh, chúng ta dừng ở đây nha dạ vâng uh, rất là một lần nữa cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý khán giả xin uh, kính chào quý vị và hẹn gặp